Hello các bạn, mình là Tony Quách Dạo. Thì gần đây á, có nhiều bạn đang học lập trình, đang đi học trên trường hoặc là vừa đi làm 1-2 năm gửi thư hoặc là hỏi thăm mình, chia sẻ về vài cái vấn đề mà gặp phải. Thì có một cái mình thấy rất nhiều bạn hay gặp, đó là các bạn trong trường thì kêu là em cảm thấy ngành này khó quá, em học em cốt không nhanh bằng bạn bè, em không có suy nghĩ giải bài tập nhanh như tụi nó, hoặc là em cảm thấy là xung quanh mọi người giỏi quá, còn em gà quá, em biết có nên theo ngành này không. Hoặc là có những bạn đã theo ngành rồi, đi làm 1-2 năm rồi là cảm thấy là tại sao em cảm thấy mình bất tài vô dụng quá, đi làm mấy năm vẫn là thằng đếp, đi làm 1-2 năm rồi mà lương không bằng mấy đứa xung quanh, công ty thì nhỏ, không được làm mấy dự án lớn như mấy đứa bạn bè xung quanh. Thì do vậy hôm nay mình sẽ làm một cái vlog ngắn tâm sự về mấy cái chuyện này và chia sẻ lời khuyên cho các bạn ha. Một á, là về cái chuyện mà cảm thấy mình dốt hơn mọi người xung quanh và không thích với ngành, thì các bạn đừng có lo lắng, tại vì bản thân ai cũng vậy cả. Ngành lập trình á, cái việc nhập môn nó rất là khó, với những bạn chưa biết gì các bạn sẽ học rất là nhiều cái khái niệm, rồi các bạn phải nghĩ cách tư duy, cách viết code không có dễ dàng tí nào. Do vậy các bạn gặp vấn đề, các bạn ngồi hoài, các bạn không nghĩ ra cách giải là chuyện bình thường. Như bạn cứ nghĩ là mình ngồi không giải được, bạn bè giải được nghĩ là mình ngu, mình không hợp ngành này. Thật ra thì hồi xưa mình cũng vậy nha. Hồi xưa á, mình học C cộng cộng, mình cũng ngồi gần 3-4 ngày mình mới làm xong được cái bài tập dài, rồi trong quá trình làm mình gặp bug, mình code mà không biết code thế nào, chương trình bị crash mình cũng không biết là crash chỗ nào, lý do vì sao luôn. Đấy, hồi đó mình cũng nghĩ là thôi chết mẹ, chắc ngành này mình theo không hợp rồi, thôi hay chắc là kiếm ngành khác dễ hơn. Cái đấy chẳng qua là do bạn chưa có kinh nghiệm, chưa có làm nhiều thôi. Sau này khi các bạn đã làm một thời gian, các bạn thấy quen rồi thì gặp những cái lỗi hay gặp các bạn xử lý dễ ồn không gì khó đó. Nên là nếu các bạn cảm thấy là mình cố chậm hơn bạn bè hoặc là mình làm vấn đề hoài không ra, thì cách tốt nhất là các bạn làm nhiều hơn. Ví dụ các bạn ngồi làm bài tập cô cho, làm một bài các bạn thấy khó quá giờ không biết làm sao, thì làm xong bài đó các bạn kiếm những bài khác tương tự dễ hơn các bạn làm, và khi các bạn quay lại các bạn sẽ thấy nó dễ ồn. Giống như hồi xưa mình thấy bài tập mình sợ lắm, nhưng mà bây giờ đi cốt thời gian lại mấy cái bài tập trên trường đồ nó dễ ồn mà. Cái thứ hai là nhiều bạn ấy hỏi là giờ em cảm thấy mất phương hướng quá, em thấy cái ngành này giờ chả biết làm cái gì cả, rồi là em thấy thua kém bạn bè quá. Tại vì sao vậy? Tại xung quanh thì các bạn cứ sẽ nghe là sinh viên năm 2, năm 3 đi làm freelance lương 20-30 củ, rồi sinh viên mới ra trường lương tháng 1.000 đô, 2.000 đô và công ty lớn, công ty này nọ. Đấy, thì để các bạn đỡ so sánh thì để mình kể cho các bạn nghe câu chuyện thật sự của mình, mức lương thật sự của mình. Thì hồi đấy á, là mình học FPT cuối năm 3 đầu năm 4 á, thì được đi thực tập, nhưng mà thực tập tầm 4 tháng, không biết vì cái cơ duyên gì đợt đấy là công ty không có dự án, thế là thập 4 tháng là mình nguyên đóng bạn bè được đuổi thẳng về trường, ra trường sớm. Hồi đấy là mình cũng dốt web, mình cũng không biết là nên theo web hay là nên theo di động, rồi là cứ đường đẩy đâu thì mình đi đó thôi. Rồi mới ra trường thì mình có khoảng mức lương 1.000 đô như mọi người, mới ra trường thì mình phải bắt FPT. Hồi đấy thì mình gà, người ta kêu là em muốn được bao nhiêu, mình kêu là thôi cho em 6-7 triệu là được rồi. Xong rồi cuối cùng được FPT cho 7.2 triệu, mình hết lớp đó, lương mình cũng tầm vài triệu. Làm được 6 tháng thì thằng bạn nó làm anh Adsquid thấy lương cao hơn, thế là nó rủ mình, thế là mình phỏng vấn qua đó, nhảy qua đó làm Adsquid. Thì Adsquid hồi đấy là cũng may, họ cho lương cao, họ cho được 500 đô net, tức là sau khi trừ thế xong thì vẫn được 500 đô Mỹ. Rồi sau này mình cố chán quá, giờ mình chuyển qua lập trình chém gió như bây giờ. Đấy, nên các bạn đừng so sánh mình với những cái người mới ra trường làm cho Nhật, cho Sinh, cho Mỹ lương chục triệu, trăm triệu, rồi là làm freelance lương chục triệu. Các bạn thấy bản thân bạn với cái thằng Quốc Dạo này, thằng Quốc Dạo hồi năm 2, năm 3 nó học hành tà tà, chả có freelance, chả có kiếm tiền được đồng nào cả. Rồi ra trường lương 6-7 triệu, đi làm hồi thì lương lên 8-10 triệu. Mấy các bạn muốn các bạn so sánh với những cái thằng gà gà vậy đó, hoặc là so sánh với cái mức lương trung bình của những bạn mới ra trường theo mấy cái số liệu trên những cái trang người ta đưa, chứ đừng so sánh với những trường hợp đặc biệt được báo đài bơm thổi để quảng cáo cái này cái kia ha. Cái thứ ba, nhiều bạn họ đi làm 1-2 năm rồi, hoặc là hồi đó mới mình cũng vậy, người ta hay so sánh mình với lại người xung quanh. Rồi các bạn kêu là tại sao em đi làm vài năm mà lương em vẫn còn thấp, hoặc là làm vài năm mà lương thấp hơn bạn bè, chức vụ chưa cao bằng bạn bè, công ty dễ không hoàn bằng bạn bè. Thì cách tốt nhất để không cảm thấy như vậy nữa đó là ngưng so sánh bạn với bất kỳ ai cả, tại vì mỗi người sẽ có một cuộc sống riêng. Ví dụ như là các bạn thấy thằng bạn của bạn lương nó gấp đôi bạn, nhưng nhiều khi là bạn chỉ làm việc từ 9 giờ tới 5 giờ thôi, còn nó bị OT làm việc từ 8 giờ sáng tới 8 giờ tối, hành tới 7 giờ nhật phải lên công ty làm chẳng hạn. Hoặc đôi khi các bạn cảm thấy là ông sếp của mình lương cao dữ vậy, nhưng mà công việc của ổng á là nó bị stress hơn, phải nói chuyện với đủ người, rồi phải học hành LinkedIn, không có thời gian mà ngồi học tìm cái mới, khó nhảy việc. Trong khi lương của bạn thấp hơn nhưng mà công việc thoải mái, đỡ suy nghĩ nhiều hơn, muốn nhảy thì nhảy thoải mái ha. Hoặc các bạn cũng đừng so sánh lương mình với lương người khác. Hồi xưa mình ở Việt Nam thì mình cũng so sánh là lương mình với lương bạn bè, ồ nhiều thằng bằng tuổi mình mà lương cao quá, giỏi quá, chém gió rớt cả cây dâu. Tới hồi qua đây á thì là mức sống cao hơn, lương mình cao hơn, thì nếu tới tiếng Việt chắc hơn bạn bè á, nhưng mà mình lại gặp phải những cái ông người Việt ở đây trẻ hơn mình hoặc là bằng mình nhưng mà trâu hơn mình, làm ở những công ty to như là Facebook, Google, lương gấp đôi gấp ba mình hoặc là lương ngang mình, nhưng mà họ có stock một tháng tầm vài nghìn đô chẳng hạn. Các bạn có thể sánh mình với người khác để các bạn đặt mục tiêu học hỏi, để các bạn có thể phấn đấu dựa vào công ty người ta, hoặc là đạt tới cái vị trí như người ta đã đạt cái mức lương đấy. Chứ đừng có so sánh kiểu lương xong rồi là nhìn người ta, xong rồi là nhìn mình, xong rồi là cảm thấy mình thua kém lạc hậu. Đó, mọi người có một cuộc sống riêng. Nhiều khi lương nó cao bạn nhưng chắc gì gấu của nó đã to bằng gấu của bạn, hoặc là nhiều khi nó có gấu chắc gì nó để sung sướng hơn bạn mà có thể chơi game một ngày 8 tiếng không ai làm phiền, trong khi nó là cứ một ngày là gấu gọi điện 2-3 tiếng để kiểm tra, để trả bài ha. Đó, thì túm cái quần lời khuyên mình muốn chia sẻ đó là các bạn cảm thấy đuối, cảm thấy nản, cảm thấy yếu kém trong cái ngành này đó là chuyện bình thường. Thật sự thì không có ai giỏi hoàn toàn cả, cả những người giỏi ở những cái vị trí cao người ta cũng cảm thấy nản, hoặc là nhiều khi những ông senior, ông lên manager cảm thấy mình không có kinh nghiệm mà cũng thấy nản, không biết có nên thành manager không. Nên những cảm giác như vậy là chuyện bình thường, quan trọng là bạn có theo được hay không thôi ha. Và cái cách tốt nhất để mà cảm thấy cuộc sống
của mình thoải mái, không có thua kém mọi người nhiều, đó là đừng có so sánh mình với người khác, mà hãy so sánh mình với chính mình đi. Nghĩa là mình năm nay có giỏi hơn năm trước không, cái lương mình có cao hơn lương năm trước không, mình có biết được nhiều thứ hơn, có được làm việc hay ho hơn hay không, nó sẽ giúp bạn tiến bộ. Còn những cái việc so sánh mình với người khác á, thì chỉ để tham khảo và để có động lực mục tiêu thôi, chứ đừng có lấy so sánh nó rồi lại ngồi tự ti, ngồi phân vân ha. Đó, nếu muốn so sánh thì có thằng có dạo nè, hồi xưa năm 2 năm 3 không biết gì nè, mới ra trường được 5-6 triệu này nha, giờ nó làm vlog luôn, nó cũng tháng không có 6-7 triệu à, nên là phải ráng làm nhiều cho anh em vui đó. Đó, bạn nào thấy hay muốn ủng hộ mình thì cứ bấm like cho mình, thì góc dưới này hay góc trên này nè nha. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn bài thứ 3 tuần sau nha.